Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Ất Mão 1975 dự đoán sẽ gặp rất nhiều thất bại trước khi nhìn thấy thành công, sẽ có những nhân vật xấu xảy ra xung quanh, bạn phải làm việc chăm chỉ và giải quyết tất cả những vấn đề mà bạn gặp phải. Các cặp vợ chồng sẽ có rất nhiều cuộc cãi vã, bạn phải giải quyết chúng càng sớm càng tốt. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục, không bao giờ làm mọi thứ trong một cách cắt ngắn. Năm 2020 theo âm lịch là năm Canh Tý, ngũ hành Thổ, Bích Thượng Thổ là đất Tò Vò, là tuổi con chuột, Tý chuột là con giáp đứng đầu hàng trong 12 con giáp. Được tính từ ngày 25 tháng 1 năm 2020 cho đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2021 theo dương lịch. Những mệnh chủ tuổi Ất Mão 1975 nạp âm ngũ hành là Đại Khê Thủy, người tuổi này đa phần là trung niên phát đạt, cả đời được gần với phú quý. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thủy Thổ xung khắc. Trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới xương cốt như gút, đau nhức xương, chật khớp và các bệnh liên quan về thận. Ngoài ra thì trong năm nay dễ gặp phải những chuyện kiện tụng áp lực cho bản thân, đồng thời cũng dễ gặp phải nạn mất máu. Ất âm mộc gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc, cẩn thận thị phi hoặc lãnh đạo áp chế. Trong năm Canh Tý 2020 này, mệnh chủ tuổi Mão sinh năm 1975 rất có thể vướng phải những thị phi thụ động không mong muốn hoặc ức chế từ cơ quan làm việc, lãnh đạo gây khó khăn cũng là điều thường xuyên có thể xảy ra nơi công sở làm việc. Nên các gia chủ cần phải bình tĩnh, dĩ hòa vi quý để tránh được những kết quả không mong muốn hoặc ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của bản thân, kìm hãm con đường công danh sự nghiệp bởi những điều nhỏ nhặt. Tổng quan về vận hạn của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 năm Canh Tý 2020. Năm nay khi xử lý mọi việc bạn nên bình tĩnh và lý trí, không nên nhanh miệng. Hãy treo trong phòng khách hoặc là phòng làm việc một chiếc đồng hồ chim công để tăng cường quý nhân, hóa giải thị phi và tai ách của năm Canh Tý 2020. Nam mệnh 46 tuổi gặp La Hầu chiếu mệnh, hành niên trực La Hầu, chủ nhân bách sự ưu. Người tuổi này dễ gặp thiểu thiệt thị phi, kiện trụng. Nữ mệnh 46 tuổi năm nay gặp Kế Đô chiếu mệnh cũng dễ vướng phải khẩu thiệt thị phi và kiện tụng, thích hợp cho đi du lịch, công tác, đi xa cầu tài. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp nhiều khó khăn, vì vậy sẽ phải trải qua những thăng trầm về mọi mặt. Về sự nghiệp thì bạn sẽ có cơ hội hợp tác trong lĩnh vực mới. Do có quá nhiều thay đổi, tuy nhiên thì việc hủy dự án sẽ xảy ra lặp đi lặp lại. Mặc dù rất tích cực trong suy nghĩ, bạn có thể thường cảm thấy trống rỗng, không thể giải thích được dưới ảnh hưởng của việc gây tổn thương năm nay. Khi bạn ở cùng với đồng nghiệp và bạn bè trong năm nay thì đừng quá khoa trương hoặc là dễ bị tấn công bởi những kẻ xấu. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Ất Mão 1975. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Ất hợp với canh hóa kim vào những tháng Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu, Sửu, tức là tháng 1, 2, tháng 4, 7, 8, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là canh, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi canh như là canh thân 1980, canh ngọ 1990, canh tuất 1970, canh tý 1960. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi mão mùi hóa mộc vào các tháng dần, mão, hợi, tỵ, tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi hợi sẽ chọn ngày giờ là mùi, và ngược lại nếu kết hợp với mệnh chủ tiến hành làm ăn với tuổi mùi thì sẽ chọn ngày giờ là hợi. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Ất Mão sinh năm 1975 là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 hoặc 2011, Đinh Mão 1987. Tuổi dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương quý nhân của Ất Mão sinh năm 1975 là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên. Giáp Tý sinh năm 1984, Bính Tý sinh năm 1996, Canh Tý sinh năm 1960. Mậu Tý sinh năm 2008. Tuổi âm quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm quý nhân của Ất Mão sinh năm 1975 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên. Nhâm Thân sinh năm 1992, Giáp Thân 2004, Mậu Thân sinh năm 1968, Canh Thân sinh năm 1980, Bính Thân sinh năm 1956. Do Mão Dậu là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú trọng, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Dậu. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Mão Tuất thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa những mệnh chủ tuổi Sửu trong trường hợp này rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến vận động, vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Ất Mão sinh năm 1975 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên. Tân Tỵ sinh năm 2001, Quý Tỵ sinh năm 1953, Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Đinh Tỵ sinh năm 1977, Ất Tỵ sinh năm 1965. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất. Mão tại phương vị Đông 97,5 độ, Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Thân tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty của mệnh chủ cần phải chú ý luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến Kim Lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 46 tuổi. Theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay thì trong năm này mệnh chủ phạm phải Kim Lâu. Nếu tiến hành xây dựng mà tuổi hợp với trạch đất nhà mình sẽ có thể động thổ cho căn nhà của mình. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Ất Mão 1975 sẽ là 46 tuổi nên không phạm phải Hoàng Ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh tuổi Ất Mão sinh 1975 cần tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm nay 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu xây dựng mới thì gia chủ tuổi Ất Mão 1975 năm nay sẽ không thể đứng ra tự động thổ cho mình. Nếu có thể tiến hành xây dựng mới cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Với nam mạng Ất Mão sinh năm 1975 cung đoài kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với 4 hướng tốt, đó là Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí. Ngoài ra thì cần phải tránh 4 hướng xấu, đó là Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát, Nam ngũ quỷ. Với nữ mạng Ất Mão sinh năm 1975 cung cấn thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy hợp với 4 hướng tốt, đó là Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh 4 hướng xấu, đó là Nam họa hại, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ, Đông Nam tuyệt mệnh. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là khôn. Phạm vào thì bị quan phi, khẩu kiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, có thể suy yếu, nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng thì có thể bị tự tuyệt, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm. Chủ vì thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tảo Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị ra trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tài phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà ở hợp hướng được sinh khí thì rất cát lành vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tử và thuận lợi. Hướng này thì rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ cần chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi và viên mãn hơn. Kích hoạt tài lộc cho năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này, trong cửa hàng thì mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc cho mình. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên những các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng và để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần phải đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất sẽ thường được đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong dân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán, việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video trên kênh nhé! Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trên kênh. Và thường việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí thì cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của nhà mình. Theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn cần phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra, tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh, đem lại tài lộc, sức sống, không gian xanh tươi. Cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, tài lộc thịnh vượng. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân thì có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông phương, cây kim ngân là loài cây thu hút nhiều tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loài cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất cả về thủy sinh, với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng. có ý nghĩa mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thuộc mệnh Kim. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng, ngày, giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.